Huấn luyện viên Hàn Quốc được xuất ngoại đá được bao nhiêu phút một năm? Công Chung Hae Sung tin rằng Công Phượt đang chơi tiến bộ hơn trong màu áo thành phố Hồ Chí Minh và ngày càng ổn định hơn sau khi đính hôn. Câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh đã kéo sập pháo đài Sông Lam Nghệ An bằng chiến thắng 3-1 ấn tượng ngay tại sân Vinh ở trận đấu vòng 6 V League chiều tối 23 tháng 6. Chiến thắng của đội đương kim Á quân càng ấn tượng hơn khi Nguyễn Công Phượt, Phạm Văn Thành đồng loạt ghi bàn, chứng minh sự đa dạng của hàng công đội khách. Huấn luyện viên Trung không ngại nói thẳng, trận gặp Việt Theo, Công Phượng và Huy Toàn ghi bàn. Họ đang rất tự tin. Còn về Phi Sơn, cậu ấy là cầu thủ nổi tiếng. Nhưng phong độ của Phi Sơn mùa này không tốt. Huấn luyện viên trưởng phải hiểu tâm lý của cầu thủ. Tôi hy vọng và tự tin rằng Phi Sơn sẽ đá tốt hơn trong thời gian tới. Chỉ là thời điểm này, Toàn và Phượng có phong độ tốt hơn. Hai trận gần nhất, Công Phượng đều ghi bàn. Bàn thắng vừa qua vào lưới Sông Lam Nghệ An cũng là pha lập công thứ hai của anh trong sự nghiệp trên sân Vinh. Lần gần nhất Phượng làm được điều này là trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai ở mùa giải 2018. Trả lời câu hỏi của báo giới về việc lập gia đình của Phượng, ông Trung thừa nhận điều đó đã mang tới những tác động tích cực, Phượng đang chơi quá tuyệt vời. Tôi không biết khi nào phong độ cậu ấy xuống nhưng lúc đó tôi sẽ có cầu thủ khác. Tôi cảm thấy Phượng đang tự tin và thoải mái, đang chơi ổn định hơn. Trước đấy, tiền đạo này vừa có một việc trọng đại trong cuộc đời. Tôi chúc mừng Phượng, cuộc sống và văn hóa Hàn Quốc khá giống Việt Nam. Đây không chỉ là câu chuyện với cầu thủ mà còn là chuyện với mọi người bình thường. Công Chung tiếp tục, hãy xem Phượng xuất ngoại một năm thì được đá bao nhiêu phút. Khi về Việt Nam, cậu ấy được báo chí, người hâm mộ quá quan tâm. Người hâm mộ đâu đánh giá chuyên môn của Phượng, họ chỉ muốn chụp hình cậu ấy. Còn báo chí thấy đá một trận không tốt thì hỏi vì sao đá không tốt. Lúc nào họ cũng Công Phượng, Công Phượng, Công Phượng. Các bạn xem đội tuyển Việt Nam có cần Công Phượng không? Cần đấy, đừng đánh giá cầu thủ này nhiều quá. Hai trận rồi, tôi rất vui vì cậu ấy đá được như vậy. Tôi chưa biết cậu ấy có được đá cho tuyển Việt Nam không vì danh sách đội tuyển chưa có. Nhưng hy vọng Phượng chứng minh được năng lực chuyên môn của mình chứ không chỉ là chuyện hình ảnh, ông Trung nói. Trở lại với trận đấu, ông Trung khẳng định 90 phút trên sân Vinh không hề dễ dàng dù Sông Lam Nghệ An thắng đậm đối thủ 3-1. Ông nhận xét đó là trận đấu cực kỳ khó khăn. Tôi chúc mừng các học trò với kết quả này. Họ không chỉ đá với 100% sức đâu, đó là 200-300% sức lực đấy. Chiến thắng Sông Lam Nghệ An giúp thành phố Hồ Chí Minh vươn lên đầu bảng với 13 điểm, hơn Sông Lam Nghệ An 2 điểm và Bình Dương 3 điểm. Họ sẽ chính thức dẫn đầu sau vòng 6 nếu Bình Dương không thể thắng câu lạc bộ Hà Nội ở Gò Đồng.